Mẫu đau lại chuyện qua chân lý truyền bát nhã tâm kinh. Lập đời mở đạo triều minh kỳ ba mẹ xuống long đình tứ ân. Cơ trời lộ vua trần mạc kiếp mẹ hạ miền giải nghiệp quan thiên. Lời châu điển pháp khai thiên hai ngàn năm mở kỳ yên tam hồn. Năm nhâm mây ngọ từ tôn hoằng đạo, năm quý mồi mão khảo tâm kinh. Giúp thân chân y chỉnh lòng đình kim thiền hoàng mẫu cai minh địa cầu. Kỳ ba mẹ bước vào trần hạ, tai ngà nâng bát nhã thả neo. Nhẹ nhàng khua nhịp búng chèo từng tráng lịch sử suối đạo cẩm nang. Lời mẹ xuống trần nam nữ con trẻ già gìn giữ phụng hành. Kỳ ba hoàng mẫu khai ân là kỳ đại xá con căn tu hiền. Long qua hội lập truyền chánh pháp mà nhổ khuyên cần đợt đáp tứ ân. Dạy con khắp chốn xa gần nơi nam già trẻ mỗi phần chân linh. Sớm lập đức sửa mình học đạo thành thật tu hoàng mẫu phước dành. Nguyên tàn mẹ xuống dạy rằm dạy đời nam nữ học hành đạo cao. Vô vi pháp tâm sâu quyền diệu nhiệm kỳ này phổ chiếu Phật quang. Từ lâu người thế tham sang rừng tiền ngộ mạch lạc đàn từ bi. Hồn xác mãi sân si ngang bước ngã rồi tạo nên nghiệp chướng nặng nề. Vô minh chẳng biết lối về đời tu nghiêng ngã bồ đề đạo tâm. Từng giây phút sống trong tội lỗi căn tiên xưa quên cội quên nguồn. Kỳ ba mẹ xuống mượn xuồng mượn thân đóng kịch hát tuồng cải lương. Tuồng nhạc hội minh dương hoàng đế truyền lời châu khóa lễ thời gian. Phục dây mẹ chứng nguyện đàn chứng lòng con hiếu sớ dân thiện thiền. Cầu dòng bái hoàng thiên hậu thọ chính phương trời cứu khổ sinh linh.
Phật tổ phàm tịnh thì quá thì hiện chứng nghi minh tâm hiền đã đến kỳ màn tiên giác nghi mở hai ngàn năm lúa nở sen hồng có trên tam giáo cộng đồng hộ hình thường trụ mạng rồng kim giai lời mẹ xuống bút khai đại đạo truyền tâm kinh Phật ca mẫu Long Đình con ngày nào ân y tông y phổ in hiện tiền tội diệt phước nga sinh thanh nhàn mẹ đại hỷ con căn nghi tin y ngưỡng nga tình địa hoàng vô lượng từ bi nguyên tàn mẫu điểm trường ti trẻ già con ráng hành y đường thiền cần cung y kinh y thần nguyện từ mẫu màn sao cùng mẹ lậu thiên cơ chỉ con còn biết lo tu trọn đạo đặng nhờ hậu lai ngõ mùi thân mẹ khai chân lý mong con nhìn cho kỹ pháp truyền trần là tạm giả nơi miền đừng nên sai đắm lụy phiền khổ thân nơi điện ngọc cung vàng màu hạ xuống giường trần bát nhà mẹ trèo thương con phàm tục khổ nghèo chịu nhồi chịu nhã nạn eo bụi cùng đóng lòng từ diêu cung chính phẩm má mẹ đâu màng nhúng gấm đài son hồng nhan đổ lệ vì con xuống trần mẹ phải chịu loạn thế gian thân mình ngọc gian nan mấy độ đôi mi rồng thuôn đổ giọt sầu liên đài mẹ có thiếu đâu vòng loan tụ quốc mạng lầu đâu ham chỉ mong cho con làm phước thiện sửa đổi lòng cải thiện tâm tình cho nên mẹ mở Long Đình để con học đạo quyền linh đất trời ngày mẹ rời xa nơi điện ngọc xuống cõi phàm lăng nghe lóc nơi miền mỏi mòn không nghe lúc nào yên tâm nghe tàn mài mực bút nghiêng diêu trì thương con hiền quý học đạo trường tam kỳ hoàng mẫu kim thiền chợt nghe lòng nhớ con tiên mẹ già thổn thức nào yên giấc nồng đêm
đêm lặng thuyền rồng máu ướt ngã trên sông tiền ngủ trượt gian nan tình người cuộn sóng bão giông quân tàn mà tận cõi lòng yêu thương từ bao kiếp nguyện trần gian mãi để mẹ buồn mãi làm mẹ đỏ ngọc tuôn đôi hàng khắp thế giới mỗi phần con mẫu cả nữ nam lỗi đạo tu trì lòng mẹ quá từ bi hằng luôn tha thứ những gì lầm sai kỳ ba mẹ về khai chánh pháp màn sau cùng phổ cập đại thừa đỏ chiều trong buổi thị trưa mẹ kêu cha gọi con thưa trả bài chỉ còn có hội này kết thúc là nhiệm kỳ mẹ đúc con nung gọi rằng hai chữ hiệp chung đạo đời một lối diệu cung đường hiền không phân biệt chia riêng cao thấp hỏi này con trong khắp mười phương có hay mẹ xuống khoa trường điểm khai căn nghe thâm hiền lương bụi tàn mẹ xuống trần mở màn đại hội truyền tâm kinh chỉ lối đưa đường chỉ cho con biết Tây phương ba đời thường trụ bình dương Di Đà từ gian kiếp nên qua vô số thọ vua bàn thượng cổ khai sơn qua hiện tại vị lai ba đời Đức Phật hoằng khai kim thiền bát chánh đạo chân truyền Phật mẫu tám con đường tam giáo thiên hoàng kỳ ba còn có một lần chót mẹ phân tỏ tường cho nam nữ thập phương thấu hiểu thế nào là phổ chiếu Phật quang mẹ hiền đã xuống trần gian trụ đời từ thở trường hội kim thiền thanh lễ nhâm ngọ thời khoa lễ chu kỳ chuyển căn hoằng pháp đề thi màn ba kết thi thúc chung quy cội nguồn mẹ về đời đóng tuồng
điểm đạo Bồ Đề, xuống lời pháp bảo mẫu phê dân thường. Phụ ơn trung đời đường thành phố, tỉnh Bình Dương miếu cổ ứng linh, long qua mẫu hạ long đình lập đời thanh ni đức Tiều Minh Dương Hoàng. 2000 năm mở màn đại hội, truyền thâm kinh xá tội con trần, chính đời an đạo Nam Bang, quăng khai chính nghĩa địa đàng cụ đa cơ thiên lộ Di Đà Phật mẫu, mẹ xuống lời pháp bảo Ngọc Châu, đạo đời lập lại từ đầu để kịp cứu khổ đau con mình. Mẹ mong trần niềm tin trọn vẹn, có đất trời dung gian màn xanh, kỳ ba trổ duy đơm cành Bồ Đề, kết trái quả lành từ bi. Tình của mẹ diêu trì Phật mẫu đấng sanh thành quá tạo hồn thiên, âm dương phối hợp diệu quyền cội nguồn thông nhất quy nguyên mạng này. Thở quá khứ ngồi thầy cha mẹ, đến nguồn tàn chính mẹ là thầy. Vô hình có tiên kim giai tạo thiên lập địa, mẹ đây cầm quyền vua bàn có lượng biên sắc tư, địa mẫu hoàng điều ngữ Di Đà. Nhờ có gió thuận mưa hòa, linh thần đổ khi hoa ra muôn loài. Trên thì có cha trời Ngọc Đế, dưới có mẹ Phổ Tế quần sanh, bao đời truyền pháp tâm kinh, giữ gìn chánh đạo Triều Minh Thiên Hoàng. Phước lộc thọ rưới ban vạn vật, từ nơi người lòng Phật thánh tiên, giàu sang hạnh phúc bình yên, cũng nhờ Phật mẫu phổ điển thiên hộ trì. Quý linh tử Phật tử đang nghe bộ kinh Long Đình Phật Mẫu. Bộ kinh rất là đặc sắc và rất là hay và ý nghĩa. Nếu quý vị cảm thấy có duyên, xin mời quý linh tử Phật tử chia sẻ trên Facebook để bạn bè trên file của mình được nghe kinh. Công đức vô lượng. Còn nào biết quy y học đạo, biết ở ăn hiếu thảo hiền lành, mẫu hoàng phụ điển tâm thâm, tám niên kiến sỏi phước lành con tu, hiền nhân đức công phu trì chú
đồng giác nghênh ngang. Hồi này khóa lễ thời gian, mẹ chân dây phốt lập đàn nguyện kinh. Cơ mai tạo hổ hình sàng sải lừa lọc căng trai gái tu hiền. Đạo đời đang lúc ngã nghiêng, cùng vì trần quá kim tiền đua bơi. Đường đạo chẳng y lời kinh dạy, bao linh hồn chìm đáy sông mê. Dục tâm tạo ác nặng nề, khẩu dâm buông tiếng cười thề đồng thiên. Mẹ về đời lòng phiền trống già, muốn ngừng tay bát nhà chống chèo. Sợ con lâm mi cảnh nạn eo, năm châu bốn biển khổ nghèo lầm than. Mái âm dương sái sàn tội rễ, kỳ ba này chẳng dễ đâu con. Nghe lời mẹ dạy sắc son phúc dây, cố gắng nghi mốt bòn thiện lương. Tâm niệm Phật thường thường cố khổ tự phát nguyện tự độ cho mình. Hành theo chánh nghĩa trong kinh mới là thoát được ngục tù trầm luân. Để ý dạy mẹ dần mẹ đừng phế thần thông cảm ứng độ trì. Biết mình phát nguyện quy y thì con dập tắt sân si lửa lòng. Lời nói không động tâm phiền não, chỉ là lời gió bão cuộc đùa. Qua cơn giông dữ gió lùa, có đâu là thật hơn thua với đời. Đã từ lâu con người sống giả, cảnh vô thường bao ngã luân hồi. Vì lòng cố chấp không thôi, tánh quen càng bướng xem trời là chi. Đó cắn quả tỳ địa phù, chiếu phạt hầm đầy đủ phép thiên. Ngu khờ gì cánh kim tiền, để tạo nghiệp khổ lụy phiền cho thân. Hàng vạn ức linh căn nam nữ, có học mà quên chữ thanh hiền. Chừng khi con số lặng yên, mới hay thảm quả nơi miền thê lương. Thân mẹ là chỗ nương trời đất, trong mười phương đức Phật ba đời. Con trần lòng bạc hơn vôi, vì tiền mà muốn hại đời mẫu nghi. Mặc kiếp này bút ghi lịch sử,
không phải. Ai sanh đi tạo quá muôn loài, mười năm thai thanh đi quả nhồi đớn đau. Sanh được trần thét gào bốn bể, thân mạng rồng ngọc thể hao gầy. Dưỡng nuôi âm chất bằng khai nhọc nhằn, nào quán đắng cay mỗi phần. Ở bao kiếp soi dần đỉnh mạng, chưa một ai nhắc đến mẫu đây. Đạo đời nam nữ gái trai, đành lòng phụ bạc ơn dạy cụ lao. Kinh khuyên thiện một bầu vũ trụ, chân lý truyền đầy đủ lời châu. Nhưng hành kẻ mấy cơ cầu, toàn là những đứa cứng đầu ngón ngang. Đường đạo pháp khùng mang trận trắng, tâm công cao nổ nạt tổ thầy. Mẹ buồn ngọc đỏ tuôn dài, từ bao nhiêu kiếp đỏ đài vì con. Nơi cung điện đài son vắng vẻ, tiếng con khờ thọ thẻ lời châu. Mẹ già luôn những nghẹn ngào, tiếc bài hỏi yến bàn đào quanh hiu. Xuân hạ về nắng chiều nghiêng bóng, khe cửa trời mẹ ngóng chờ con. Đêm buồn tiếng dê mỏi mòn, tiếng ve đàn khúc nỉ non thảm sầu. Thương nhớ trẻ dạo trần tục, rời tòa vàng thiên trúc lầu Tây. Xuống trần ăn đắng nuốt cay, cùng vì phạt giả mấy ai nhân nghiệp. Mẹ chợt nhớ tiên đại triều nói, nhớ tiếng đàn nhạc hội long đình. Kỳ ba hạ thế truyền kinh, âm thầm nơi chốn phẩm quỳnh. Đôi dòng ngọc sớm chiều đông ngưa, suối tuồng tình trang chứa trong lòng. Mỏi mòn ngày ngóng đêm trong, cớ sao con mẹ đành tâm hững hờ. Ngược thời gian đôi bờ bị ngạn ngã, cơn nước chiều sắp cạn thâm tình. Cam lò thanh thủy một bình, pháp hoa mẹ rưới truyền kinh cứu đời. Con trần mãi mến mọi vật chất, ham kim tiền chất chứa tủ kho. Lòng thành bon sen xó đó, chạy theo danh lợi chẳng lo tu hiền.
thiếu lộc tài, chỉ mong già trẻ gái trai làm ăn sửa tấm lòng trái di đàn. Cha mẹ tôi đã già cằn cõi, mắt đã mờ tiếng nói rung rung, trần gian chê nhạo mẹ khùng, kẻ khinh người miệng khắp dùng con dân. A Di Đà Phật. Vừa rồi quý Phật tử linh tử cùng toàn thể quý vị đã được nghe phần 1 của bộ kinh Long Đình Phật Mẫu do đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhận, quay trực tiếp tại đạo tràng chùa Minh Duyên, tổ 10, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại của thầy Huệ Nhẫn 0918 141 043. Và như quý Phật tử cũng biết, ngoài livestream trực tiếp trên Facebook này cũng như YouTuber của Minh Duyên Huệ Nhẫn, đặc biệt có anh YouTuber Andy Phan cũng đăng trên YouTuber của tên là Andy Phan, thì Huệ Nhẫn cho phép các anh đó để sao chép lại và đăng lên cho quý Phật tử được xem. Rất mong quý vị cũng hoan hỷ đón nhận bộ kinh, nếu được mà mọi người đón nhận Long Đình Phật Mẫu mọi người hay thì xin comment vào bình luận để thầy biết mà tiếp tục phát huy. Quý Phật tử hoan hỷ, hôm nay đã là mùng 10 rồi, chỉ còn có 20 ngày nữa khép lại năm Canh Tý. Thế cho nên phần cầu an và coi cho cái bổn mạng của mình, xin quý vị chọn đầu năm nó sẽ tốt hơn, để biết được một năm Tân Sửu như thế nào. Còn Canh Tý còn có mười mấy ngày nữa là hết rồi. Thế cho nên Huệ Nhẫn tạm thời ngưng cái việc cầu an, cũng như là coi cho quý Phật tử, quý vị hoan hỷ giùm. Dạ, xin chào hết rất là nhiều bà con cô bác đang coi ở trên livestream này. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an lạc trong cuộc sống này. Di Đà Phật. Cùng Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền Bát Nhã. Kinh kệ khuyên đời ích lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng. Hồn chung ấn tống bòn duyên phước, pháp thí giống lành sáng phén dung. Đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn trân trọng giới thiệu bộ kinh Long Đình Phật Mẫu phần 2. Nguyện đem tất cả công đức trì tụng bộ kinh Long Đình Phật Mẫu này hồi hướng cho khắp pháp giới cõi Nam Diêm Phù Đề, bệnh dịch sớm được tiêu trừ, nhân dân an lạc, nhà nhà hạnh phúc quang ca.
trần gian chế nhạo mẹ cùng kẻ kinh người miệt khắp dùng con dân. Mẹ có xuống dương trần mới rõ cảm thế gian lớn nhỏ hung tàn. Không tu ăn nói sổ sàng, có tu thì lại phùng mang chửi thề. Đau đớn đạo bộ đề nghiêng ngã, bởi con căn đã quá nhiễm trần. Lòng già chợt thấy băn khoăn, mới tìm phương tiện khuyên dân tu hiền. Khai bục điển pháp truyền ngọc ân, màn sau cùng độ tận sanh linh. Kỳ ba có Phật hữu hình, bảo tồn chân lý tâm kinh mẫu hoàng. Thuyền bát nhã cẩm nang chánh đạo, chưa kinh tạng pháp bảo diệu trì. Kim ngôn mẹ điểm bút phê, cứu con ba tánh kịp quy trở về. Hiền nhân đức mọi bề an ổn, thoát rừng tiền tìm chốn an vui. Niềm tin với mẹ tại đời sắc son, một giả không lợi đổi thay. Dù gặp cảnh đắng cay nhồi nhã, cũng bền lòng đạo quả thiên liêng. Lời mẹ phán truyền mẫu cho thành đạt Phật tiên tại trần. Không chấp ngoài sắc thân dị tướng, trọng hành lành vô lượng thánh tâm. Có trên tam giáo hội đồng kiến, tam niên rồi chứng lòng nào sai. Năm nhâm ngọ lẻ hai mẫu truyền, mở hội trời mẹ điểm linh căn. Quang khai đạo phá thiên hoàng, long đình báo ngọc tứ ân kịp giờ. Lòng thương con bến bờ vô tận, gạt u phiền sao dần con mình. Mẹ đâu đành đoạn dứt tình trần, còn nhiều đứa niềm tin hiếu hiền. Nên mẹ xuống truyền lời châu ngọc, mong rằng con tu học cho ngoan. Trở về dự hội minh hoàng, kỳ ba còn có một lần này thôi. Rồi giáng ức niên
cặp đại thường. Đó chiều trong buổi thị trưa, có mẹ chèo lái rước đưa con về. Bình Dương là chốn quê hương, trẻ cành non bồng nở hé hoa quỳnh. Thương con mẹ nói thiệt tình, chỉ cho con hiểu bạch minh tận cùng. Chấm dứt đời hạ quân ngủ trượt, nga qua ác lòng bạo ngựa con người. Trần là bi khổ luân hồi vô minh, nào thấy đất trời trụ thân. Hằng tạo tội đỏ căng mạc kiếp, mà chịu khổ sầu quan nghiệp trả dài. Mọi người có nghe rõ không ạ? Từ bao đời kiếp đến nay, mỗi thần thọ lãnh nghiệp đài hồn linh. Kỳ ba mở long định điểm đạo, mẹ nghe lòng sớm mi mau tái tê. Căng tiếng quên mất đường về, lạc vào ngõ vắng rừng mê kim tiền. Tham sân giận nơi miệng đầy dây, lặng hợp trong biển ái muôn trùng. Quân tàn khổ nạn khắp cùng, lòng từ hé mở đạo tha cho người. Nôi gót Phật của đời qua cứ lòng tôn thờ nét chữ tâm kinh. Hưởng trời thanh đức triều minh, trong màn đại hội thiên đình hướng ban. Cơ mái tạo xây sàng linh tử, cõi giới nguồn sao chữ Di Đà. Nguồn tàn ít Phật nhiều ma, con đâu mà thấy mẹ già châu rơi. Thân vàng ngự mái tròi khua nhạc, lòng âm thầm miệng hát nghiêu ngao. Tiếng ca hòa giọt lệ sầu, niềm thương như trẻ dòng châu tuôn trào. Khóc cho đời dương mang thảm quả, đường tử sanh bao ngã vô thường. Xác hồn như khói mù sương, trăm năm kiếp này tạm sầu dương lệ hồng. Con ơi cầm tan bồng biên đồi, đời hồ sinh sớm tối ai ngờ. Đau lòng tình mẹ màng cơ, xuống trần kêu gọi con khờ có hay.
lệch một con lẻ bày dạng đưa từng giọt hồng đông ứa bờ mi lòng mẹ già lắm sầu bi thương con mẹ xuống trường thi kiểm bài đối với đạo trong ngoài dân tộc tánh ham mê lục dục thất tình có lòng gõ mõ tụng kinh nhưng còn mê mũi vô minh ngang tàn cả một bầu nam ban vũ trụ à, có mấy ai đầy đủ niềm tin nhất ra lòng thấy buồn tình vì thương mẹ thả nguồn kinh giải bài kiếp vô thượng vạn dài sương cho con nữ nam lớn nhỏ trẻ già nghe lời mẹ điểm long qua cùng nhau trở lại quê nhà mẹ mong còn một chiếc thuyền rồng Phật mẫu cặp đôi bờ sông hậu giang kỳ ba mẹ đã mở màn dọn đường cho trẻ kịp sang trở về cố gắng tu trở về với mẹ mẹ mong chờ có lẽ hai ngàn giọt sầu rơi đọng từng trang có hay tình mẹ hạ sáng suốt đời sao nghe thấy im hơi lặng tiếng đàn tỷ bà đổ kiển canh thâu mây mù che khắp trăng sao rừng thông khua lá xác xạo đầy đưa thấy trần khổ sớm trưa mưa nắng thân nhọc nhằn lặng hợp sông tiền buộc ràng vào tấn hồn tiến vào nghèo đồng cảnh ly phiền đắng cay mẹ tuổi già đã hai màu tóc trăng dơi đen từ gốc tới nguồn mà trần còn mãi luôn tuồn chữ tu cứ mãi làm buồn mẹ cha tu là gì trẻ già thử nghĩ tu là sao ngó kỹ lại coi phải chăng cõi thế lòng người biết tu nên quá mê đời dẫm mơ mẹ đã xuống nặng mồ tất rỉ kể từ thời vô tỳ vô chung mẹ đâu địa thiên lung mẹ nào cầm điếc mịt mùng hơi con
quá thương mẹ chịu loạn thế tộc, kỳ ba về Hạ Bút Long Đình. Kim Ngôn mẹ xuống truyền kinh khai từng lời, Ngọc Châu Minh Diệu Quyền. Chỉ con tu tại miền cho trọn, một chữ hiền gói gọn vào trong. Này lời mẹ dạy nữ nam, hãy xem cho kỹ nơi lòng mình tu. Tu phải hiểu công phu đạo đức, tu phải hành đúng bậc hiền lương. Tu đừng si tính đo lường, tu sao cho đúng con đường tự bi. Lời mẹ dạy con ghi cho rõ, tu đâu cần chuông mỏ ngoài môi. Con tu phải hiểu lòng người, hiểu mình là Phật đương thời hiện ra. Tu phải biết mình là tiên thánh, tộc lợi lành ngộ nhận quyền cơ. Đừng tu theo thế ồ ờ tu không, hành thiện trí mở quê thiên. Nơi cõi tạm kim tiền vật chất, ai cũng cần thành đạt công danh. Cũng cần có để nuôi thân, cũng cần đạo đức mỗi phần chân kinh. Tu đừng để trong hình người khác, đừng xem thường thân Phật lẫn nhau. Nếu rằng đường đạo con cao, thì người khác cũng có nào thua chi. Lời mẹ dạy một khi phàm tục, là nhiệm kỳ kết thúc hạ nguyên. Kịp giờ con dự khóa trường hội thi của Đức Triều Dương Minh Hoàng. Tâm kinh mẹ tận ngàn quyền diệu, dạy cho đời để hiểu chữ tu. Con tu muốn biết mình tu, thì làm cho trọn công phu chữ hiền. Dập tắt cái lửa u phiền sân hận, chuyện hoại đời đừng bận vào tâm. Ai tu lừa gạt trần hồng, có không không có mẹ mong con nhìn. Nhìn cho kỹ lòng mình trước nghi đã, đừng nhìn lòng thiên hạ mà chi. Khinh khi sẽ có khinh khi, ghét người người ghét có chi là thường. Luật dân
quả là đường thiện ác, tu không hành nào khác không tu. Con tu đừng ép người tu, do lòng phát nguyện công phu mỗi người. Kỳ ba mẹ về trần phân giải, cho con nhìn coi lại chữ tu. Vì sao anh nguyệt mờ lô trắng không sáng, bởi mây mù phủ vân. Hằng vạn đức linh căn đời đạo, tu không tu thì mẹ cũng chiều. Con hiền, hiền thì mẹ mến yêu, con dữ thì mẹ cũng chịu cho qua. Có chi đâu gọi là phiền trách, có gì đâu mà thử thách con. Chẳng qua nghiệp lực con còn lòng kèm tánh giận, từ con chuốc sầu. Sân si nó có đâu hình tướng, mà đốt tiêu vô lượng phước lành. Con tu mà chẳng chịu hành thì đâu có hiểu ngọn ngành quyền gì. Tâm là thức giác tri biết hiểu, gọi là Phật ngộ liễu Bồ Đề. Tình người lạc chợ xa quê, nhiễm trần quên mất lối về cũng tiên. Nói tu mà không tiếng mô Phật, mỉa khinh người bôi bác tâm kinh. Sanh ra sự thế trong kình, con tu học đạo muốn mạnh hơn thua. Mẹ không ngự am chùa miếu tịnh, các con tu gian nịnh kim tiền. Tu sao tâm tánh không hiền, xuống trần mẹ tưởng mong tìm được con. Khỏi tả cõi diêm phù loạn đạo, mượn Di Đà để sáu câu thi. Ai tu cũng chẳng ra gì, càng tu càng lọt ngã tỷ ngục môn. Ngu khờ lầm tưởng là khôn, biết không không biết tự tôn thế nào. Đường thiện thiện quá hao mòn, từ bi đóng cửa làm sao con về. Sáu câu thi mẹ đề bút tả, còn hai câu để thả tình thương. Khuyên con đừng có đo lường, mà nên coi lại con đường mình đi. Học cho
thuộc tam quy ngũ giới à, lấy lỗi người sửa đổi lỗi mình. Thấy người bất chính bất mình, thấy mình bất thiện đừng khinh chê cười. Kỳ ba mẹ buông lời khuyến thiện, đạo pháp rộng bốn biển năm châu. Tùy duyên có thấp có cao, có nhân có quả trước sau rõ ràng. Con tự dạy nghiệp quan đã tạo, tự nguyện tố tự táo vô minh. Thương con mẹ nói thiệt tình, mỗi phần tự cô lấy mình cho yên. Tầm chánh pháp kim thuyền hoàng mẫu a nghiên tu học cho thấu tam thừa. Đừng màng trời nắng hay mưa, có lòng tu niệm sớm trưa trao dồi. Nghe lời mẹ sửa thời cho kịp, mà con tình lòng để tiếp điển thiên. Vô vi mầu chuyện diệu quyền, nhất tâm thì đạt thấy liền không sai. Đời lắm mi nổi ai bi khổ nạn, lửa giận chảy còn răng thoát ra. Lấy không phán xét cho ta, hành trình lục tự di đà diệt thân. Có không có chẳng cần để ý, con hãy nhìn cho kỹ lời truyền. Muốn gần bên mẹ Phật tiên, muốn về bên mẹ phải hiền lòng nhân. Chớ nói đạo cơ trần mộng mị, pháp văn kinh lý cơ quyền. Định trời nay đã độ thiên, mẹ cần răng dạy con tiên hiểu thường. Trong ba tánh mười phương hiền sĩ, con nào từng học lý Di Đà, đã từng học hội lắm qua ba lần hai mở chương tọa bảo châu. Thì đã hiểu từng câu sấm giảng, biết đạo rồi con ráng y hành. Tiền trần tam đệ núi tăng, cho hòm hấp thụ linh quang còn đầy. Ngài viên mãn liên đài con ngữ, đắc lục thông rõ chữ vô thường. Đạo màu đừng có phô trương, duyên ngày nay gặp
gặp trên đường Như Lai. Đường tu biết sao sai sao đúng, à có lòng hiền Phật dụng chứng nghe mình. Ngày nay con bị người khinh lại mà, ngày mai con đạt người tính thương mình. Hai chữ nhục và vinh con nhớ, à mẹ dạy con ăn nghe ở tỳ thời. Mẫu hoàng khảo đạo con người khảo khinh, nhồi quá lòng mười chín căn. Giúp cho con tin thần bền vững, ra độ đời xây dựng đạo cao. Làm thầy hiểu thấu nhiệm màu càng khôn, bát nhã từng câu diệu quyền. Mười đáp được cụ quyền thất tổ, ơn sanh thành hậu thổ hoàng thiên. Ông bà cha mẹ bốn miền, tổ thầy sư trưởng bạn hiền năm châu. Mẹ thương trần trong bầu vũ trụ, từ con người đến thú gia cầm. Dạng loại đều có Phật tâm, tánh linh đều có đại đồng giống nhau. Đồng thọ cảm đớn nghi đau hồn xác, cũng như con nào khác xa gì. Không tu đã có từ bi, tu rồi thì phải hành y pháp truyền. Đón chờ người thoát mộng phù sinh, kỳ ba mẹ hứa long đình. Khai trường đại hội triều minh dương hoàng, phép quyền diệu tam quan dẫn chuyển, trong hộ tình nhất biến thập phương. Thì con đừng có lo lượng kỳ này, mẹ xuống hoa trường điểm thi, dạy con biết quy y tam bảo. Thật lòng tu đạt đạo bồ đề, xuống trần màu pha giấc mê, kêu con răng nhớ lối về quê tương. Mẹ năng nỉ con hiền nam nữ, là ơn tu thật sự đi con. Thân già mẹ qua mỏi mòn, bao đời lên xuống vì con dưới trần. Sanh thành sự nhọc nhằn gian khổ, dưỡng nuôi con dạy dỗ mọi phần. Kỳ ba là cuối quân tàn lòng dân, mẫu ngỡ mở ra một lần. Các con ráng đắp bồi hiếu hạnh, đừng quên mình là đấng thần
tiên. Cánh tiên trở lại cung tiên, thoát ra cảnh khổ đảo điên buộc ràng. Địa ngục tại trần gian đại đỏ, lúc sanh tiền lớn nhỏ trả dai. Cơ trời mẹ đã bài khai thương trần, mà mẹ đắng cay cõi lòng. Con hiếu thảo mẹ mong gặp mặt, từng giây phút ruột thắt quặn đau. Đêm khuya mẹ luôn nghẹn ngào, rưng rưng ứa lệ đọng trào quanh mây. Tiếng gà gái sầu bi căm vắng, mẹ mỏi mòn tay nâng bút lên, dệt thành dòng chữ tâm kinh để cho con hiểu tâm tình thiêng liêng. Tình của mẹ kim thiện hoàng màu, dành cho trần đời đạo nữ nam. Tục tăng nơi chốn già làm sáng tổ, cho trọn kỳ tam mẹ mừng. Ta bà khổ không ngừng mau đổ, tại các con gây gỗ với nhau. Tham chi để chuốc thảm sầu khắp trong thiên hạ một bầu nắng tay. Mẹ thương con quằn khai sự thật, để dưỡng nuôi âm mê chất hồn thiên. Sanh mầm giống Phật thanh tiền, cùng về lợi ích trần miệng gồm chung. Mẹ xuống đợi mạng cùng loạn đào, như cạn dòng nguồn máu con tim. Nhớ con mẹ biết đâu tìm thân vàng mòn mỏi cánh chim ngọc ngà. Mẹ kêu gọi kẻ già hiền thiện, thật lòng tu thể hiện nhân từ, để cho mẹ có nụ cười nở muôn vàng đó qua trời từ bi. Tu phải thấy đường đi chánh đạo, tu phải hành kiếm thảo nơi lòng. Âm dương thống nhất đại đồng, chữ tu chân lý thật lòng mới nên. Tu đừng có ý quên mắc kẹt, tu đừng có ý ghét ý thương. Chữ tu đâu có đo lường, chữ tu chỉ đường dứt tâm. Mẹ